đại dương bao la và sâu thẳm, chứa đựng những điều tuyệt vời của thế giới. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những sinh vật sống trong các rặng san hô, nơi mà những đàn cá từ hai châu lục gặp nhau và hòa làm một. Một vài loại cá canh chừng trứng của mình khá cẩn thận. Chúng là những ông bố bà mẹ vô cùng tận tụy. Trong khi một số khác thì kết giao với những người bạn không được tốt cho lắm. Các nhà nghiên cứu phải bảo vệ những loài động vật tuyệt đẹp nhưng lại đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chúng ta hãy bắt đầu từ vùng biển nằm giữa Java và New Guinea có tên là Wallacea. Được đặt tên theo Andreas Walla, cha đẻ của ngành nghiên cứu động vật. Đây chính là vùng biển nông thuộc Indonesia, nơi những loài sinh vật biển phương Đông gặp gỡ những sinh vật biển đến từ Australia, tạo nên một vùng biển đặc biệt phong phú về số lượng các loài sinh vật. 24.000 loài cá ở đây tạo thành những nhóm động vật có xương sống lớn và lâu đời nhất. Và chúng phát triển mạnh mẽ, lấn át các loài không xương sống trên trái đất. Tuy nhiên, còn có nhiều loài sinh vật khác cũng sinh sống tại đây. Những sinh vật thuộc họ sinh biển này ăn hải quỷ. Sau đó, chúng sử dụng nọc độc của hải quỷ cho chính mình. Trong sinh vật này giống hệt sinh biển, nhưng thực ra nó lại là loài sáng dạng. Nhiều loài hải sâm có màu nâu, nhưng tại vùng biển Wallacea này thì lại không như vậy. Sinh vật này vùi nửa người xuống dưới đáy biển, rồi kiếm ăn nhờ vào những cái xúc tu dài và khỏe của mình. Thậm chí những con cá ở đây còn được trang trí khá sặc sỡ như loài cá mandarin này. Những con cá sọc này có họ hàng với loài cá ngựa. Cũng có mặt tại vùng biển này là một trong những loài sinh vật có nọc độc rất mạnh. Con rắn biển có nọc độc mạnh đến nỗi nếu trúng độc, con mồi sẽ chết ngay lập tức, thậm chí không kịp quẫy đạp. Con lương này tuy trông dữ thật nhưng thực chất lại không nguy hiểm đối với con người. Đây là một con cá đực mới lớn. Sau này, nó sẽ thay đổi giới tính và chuyển thành con cái. Sao biển tô điểm cho dải san hô bằng màu sắc bắt mắt của mình. Và loài động vật họ hàng của nó là nhím biển cũng vậy. Đây cũng là một loài có họ hàng với sao biển, trông nó giống như một cái cây biết bơi vậy. Con cá chìa vôi ma lẫn vào trong môi trường xung quanh vì nó có thể thay đổi màu sắc của mình. Con cá ngựa này trông giống hệt cây san hô mà nó đang trú ngụ. Giống đến nỗi bạn khó có thể nhận ra đâu là con cá và đâu là san hô. Những con cá này bơi trong nước trông giống hệt các nhánh tảo biển. Và vì lý do an toàn mà những con cá này phải tập trung thành đàn. Khi chúng tạo thành một đàn lớn, trông cả đàn rất giống hình dạng của một kẻ săn mồi to lớn. Những con cá bọ cạp cũng lẫn mình vào trong rặng san hô. Con cá bọ cạp này thậm chí còn bắt chước những cành cây đung đưa theo dòng nước. Những con cá nhỏ bé này là cá bóng mắt cua. Hai chấm giống như hai mắt trên vây của chúng trông rất giống mắt của loài cua. Loài cá mao tiên, họ hàng gần với cá bọ cạp, lại không cần phải ngụy trang. Chúng săn mồi bằng cách chia những chiếc gai độc của mình ra để tạo thành một tấm lưới rồi dồn con mồi vào góc. Cá ếch là một trong những cư dân lạ lùng nhất trong dải san hô. Chúng biết tạo ra mồi nhữ giống như những con sâu nhằm kiếm cho mình những bữa ăn ngon. Trên thực tế, đây là một trong những hệ sinh thái đa dạng nhất trên hành tinh. Chỉ trong một rặng san hô, có tới hơn 200 loại sinh vật với đủ mọi hình dáng và sắc màu cùng sinh sống. Không chỉ đa dạng về hình dáng và màu sắc, mà kích thước của chúng cũng vô cùng khác biệt. Con cá mập dài 12 mét này có kích thước lớn hơn gấp cả ngàn lần so với con cá bống chỉ dài có hơn 1 cm. Sau khi được sinh ra, rất nhiều những con cá con phải tự tìm kiếm thức ăn và bảo vệ mình. Trong khi đó, nhiều loài cá khác được chăm sóc bởi những ông bố, bà mẹ vô cùng tận tụy. Từ đây hướng về phía Tây, dọc theo bờ biển California, sau đó bơi dọc theo những cây tảo bẹ xuống tận rễ của chúng. Ở đáy biển sâu, bạn sẽ thấy xuất hiện những chấm đỏ trôi nổi ngay trước mắt. Đó chính là loài cá Garibaldi. Các con cá đực đánh dấu lãnh địa của mình lên những cây tảo, nhằm đuổi những con cá khác đi. Cá cái bị thu hút bởi những chiếc tổ. Nó sẽ tới đây để đẻ trứng. Nhưng chẳng bao lâu sau khi đẻ trứng, nó bị con đực đuổi đi. Đám trứng cần được thụ tinh, và lần này đến phiên con đực. Tuy nhiên, nhiệm vụ làm bố của nó mới chỉ bắt đầu. Trong vài tuần cho đến khi đám trứng nở, nó sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn
với việc giữ an toàn cho trứng trước những con nhiễm điển. Mặc dù nhiễm điển di chuyển rất chậm, nhưng cá bố hiểu rằng chúng cuối cùng sẽ tới được đám trứng để ăn. Trừ khi nó cố gắng ngăn chặn điều đó lại, như đuổi chúng ra xa một đoạn chẳng hạn. Sau đó, nó lại vội vã quay về trông chừng đám trứng. Thật là tuyệt nếu có một người bạn tình chung thủy, và còn tuyệt vời hơn nữa khi ta có thêm nhiều người bạn tốt. Các loài cá thường sống thành nhiều kiểu bầy đàn, nhưng có lẽ chúng hay sống thành đàn lớn lên đến hàng trăm, hàng ngàn hoặc vài chục ngàn con. Trong một đàn như vậy, nếu gặp kẻ thù, nguy cơ từng thành viên trong đàn bị tấn công là rất thấp. Nhưng không phải tất cả các đàn cá đều tồn tại nhờ số lượng lớn, mà chúng còn tồn tại nhờ sự khác biệt về chủng loại. Loài cá bóng biển đôi khi sống cùng đàn với những con cá bướm. Loài vật được mệnh danh là máy hút bụi của rạn san hô. Bằng chiếc miệng của mình, những con cá bướm nhặt sạch ký sinh trùng trên da của loài cá khác. Một vài loài cá còn đi xa hơn bằng việc hợp thành đàn với một loài hoàn toàn khác. Con cá mú này đã tự làm màu da của mình tối đi. Nó muốn ra hiệu cho những con tôm biết rằng mình đang muốn được chạy chuốt một chút. Con tôm có thể ăn những ký sinh trùng và các vụn thức ăn thừa trên mắt và miệng của con cá, thậm chí là cả trong màng, một nơi rất nhạy cảm của loài cá mú. Dọn dẹp một chút để có được bữa ăn cũng là một cách, và một cách khác là trả công bằng việc bảo vệ. Bơi giữa những xúc tu của cỏ chân ngỗng là các con cá hề. Lớp nước nhầy trên da bảo vệ cá hề khỏi bị xúc tu của cỏ chân ngỗng châm, và những xúc tu đó còn bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Các con cá đáp lại bằng cách chăm sóc và vệ sinh cho cỏ chân ngỗng. Con sứa đang trôi bồng bềnh phía trên. Không rõ là con cá này có bị châm hay không khi bơi giữa những xúc tu của con sứa. Nhưng dù sao, nó cũng có một chỗ trú ẩn an toàn, lại vừa có thể ăn được chất thải của con sứa. Những con cá nhỏ bé này dường như có cùng một chiến thuật. Con cá đuối này đang giận dữ với con cá đang lẩn vẩn quanh nó. Trong khi con cá đuối cố tình bắt những con tôm cua bằng cách đào xới đáy biển, thì tình cờ nó đã xới lên cả thức ăn cho con cá nhỏ bé bơi bên cạnh. Đối thủ cạnh tranh với con cá đuối chắc chắn sẽ không chịu nhường bước. Người ta nói rằng bạn không thể chọn bố mẹ sinh ra mình, nhưng lại có thể chọn bạn bè. Nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Trong sự hợp tác này, con cá đuối luôn nhận phần thiệt về mình. Có lẽ sự hợp tác lạ lùng nhất dưới đáy biển chính là đây. Con cá ngọc trai sống trong hậu môn của con hải sâm. Có thể bơi ra hoặc bơi vào khi nào muốn, và đó cũng là nơi nó tìm thấy thức ăn. Lúc này đang là mùa xuân ở châu Âu. Đây cũng là mùa có thời tiết tương đối thuận lợi cho sự phát triển của các sinh vật. Từ trên nhìn xuống, trong mặt nước khá yên tĩnh và trong xanh. Nhưng hãy cẩn thận khi ta lặn hẳn xuống dưới nước. Bây giờ là giữa tháng 4, là thời điểm loài cá chó phát triển rất mạnh. Giờ đây, những kẻ săn mồi hung tợn này đang ở giai đoạn hăm ăn nhất. Những con cá này có thị giác rất tốt. Chúng còn có thể đi săn dựa vào khứu giác và bằng cách cảm nhận những rung động trong nước. Chúng còn là loài ăn thịt chính đồng loại của mình. Hầu hết các con mồi của chúng đã tới vùng nước nông này để sinh sản. Khi thời tiết chuyển từ mùa xuân sang mùa hè và nhiệt độ tăng cao, những con cá gai cùng tụ họp về đây. Bây giờ là mùa sinh sản của chúng. Vào thời điểm này, phần miệng và mang dưới của cá đực có màu đỏ. Giờ đây, chúng đang đánh dấu lãnh địa của mình. Những con đực có thể tấn công bất kỳ đối thủ nào có màu đỏ. Và một nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng con cá gai ở bể cá nhà ông đã trở nên vô cùng kích động mỗi khi có chiếc xe đưa thư màu đỏ đi qua. Con cá cái với bụng màu trắng chứa toàn trứng chính là nguyên nhân của tất cả sự giận dữ đó. Cá đực dỗ dành cá cái chui vào chiếc tổ mà nó đã làm dưới đáy sông. Sau đó, nó cọ miệng vào bụng của cá cái để kích thích cá cái đẻ trứng. Cá cái đẻ khoảng 60 quả trứng. Cá đực làm mọi cách cho trứng bám chặt vào nhau để không trôi đi mất. Đồng thời nó dọn dẹp để lấy chỗ chứa được nhiều trứng hơn. Nó hy vọng sẽ thu hút được từ 6 đến 7 con cá cái nữa tới chiếc tổ bé nhỏ của mình. Bạn có biết rằng loài rồng thực sự tồn tại không? Thực ra chúng là những con rồng biển. Chúng không liên quan gì đến cá gai mà có họ hàng với loài cá ngựa, và chúng sống tại bờ biển phía nam Australia.
phần cuối cùng của video này sẽ là về loài cá ngựa. Chúng ta hãy tới thăm Viện Hải Dương Học Quốc gia ở phía tây nam nước Anh. Tại đây, quá khứ và hiện tại cùng tồn tại với nhau. Con tàu Mayflower đã nhổ neo ở nơi này vào năm 1620, mang theo những người dân nhập cư vượt Đại Tây Dương để tới với tầng thế giới. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống dưới biển trong một viện hải dương học hiện đại, được điều khiển bằng máy tính. Thậm chí, nếu có vấn đề gì xảy ra vào lúc nửa đêm với vành nước hoặc lọc nước chẳng hạn, nhân viên có thể kiểm tra qua kết nối máy tính tại nhà. Cá ngựa là một trong những loài sinh sống phổ biến nhất ở đại dương. Khi ngày mới bắt đầu với những tia nắng sớm, những con cá ngựa tạo thành từng cặp rồi xoắn đuôi vào nhau và bơi vòng tròn rất tình cảm. Những sinh vật kỳ lạ này ban đầu được xếp vào bộ côn trùng, nhưng thực ra chúng là loài cá. Cá ngựa còn đặc biệt ở chỗ, mặc dù cá cái đẻ trứng, nhưng cá đực lại mang trứng trong mình. Đó là bởi vì cá cái đẻ trứng vào trong chiếc túi trước bụng của cá đực, và cá đực có nhiệm vụ ấp số trứng đó. Thật không may là cá ngựa luôn bị coi là một vị thuốc quý. Vì thế, chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng trong tự nhiên. 1 kg cá ngựa có thể có giá lên tới $250. Việc nuôi chúng trong những chiếc lồng có thể khiến cho các vùng biển trở nên quá tải. Do vậy, việc nuôi trồng nhân tạo có thể giải quyết được tình trạng này. Qua đó, chúng ta còn có thể biết được cách sinh sản của chúng. Nếu những con cá ngựa biến mất khỏi tự nhiên, thì thế giới này sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt. Cá ngựa thật đẹp và mỏng manh, nên chúng cần phải được bảo vệ. Giống như những tảng đá nguyên khối khổng lồ, loài động vật này dành đến khoảng 7% thời gian trong cuộc đời để ngủ ở tư thế thẳng đứng. Mỗi lần chợp mắt của chúng kéo dài từ 6 đến 25 phút, là một sự hiện diện đặc biệt của biển sâu. Cơ thể to lớn của chúng lơ lửng trong sự duyên dáng. Loài động vật này được biết đến với cái tên cá nhà táng. Các đại dương trên khắp thế giới của chúng ta là ngôi nhà của gần 100 loài động vật biển có vú máu nóng, thở bằng không khí. Một vài cái tên tiêu biểu phổ biến với chúng ta như cá heo mũi chai, cá kình và cá voi lưng gù. Nhưng cá nhà táng là một trong những loài kỳ lạ và bí ẩn nhất trong nhóm này. Cá nhà táng là loài săn mồi có răng lớn nhất trên thế giới. Chúng sống trong các nhóm xã hội chặt chẽ, có thể lên tới 30 thành viên, và là một trong những loài động vật có vú sống ở biển, phân bố rộng rãi nhất trên hành tinh. Chúng sống ở bất cứ nơi nào có nước sâu, từ cát cực cho đến xích đạo. Cá nhà táng sinh sống ở sâu hơn hầu hết các loài động vật có vú khác. Chúng lao xuống những vực sâu tối tăm. Để tìm kiếm con mồi yêu thích của chúng, loài mực khổng lồ. Cá nhà táng lặn sâu đến mức phổi bị xẹp lại, nhưng chúng vẫn có thể ở dưới nước gần 2 giờ đồng hồ. Trong những hoạt động săn mồi, di cư và nuôi con non, người ta có thể nghe thấy cá nhà táng đang giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm. Và chúng có thể nghe thấy tiếng của nhau từ cách xa hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn dặm, vì âm thanh của cá nhà táng to hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Tiếng lách cách mà loài động vật này phát ra lớn đến mức có thể dễ dàng làm thủng màng nhĩ con người. Một số người nói rằng chúng thậm chí có thể làm cơ thể con người rung động đến chết. Những thợ lặn tự do khi tiếp cận với những con cá nhà táng thì hoàn toàn phải phó mặc vào chúng. Họ chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện sẽ không bị giết chết bởi âm thanh của loài cá này. Tiếng lách cách của cá nhà táng không chỉ to mà chúng còn cực kỳ phức tạp. Nó khiến một số nhà khoa học tin rằng cá nhà táng có thể có một hệ thống ngôn ngữ còn phức tạp hơn những gì mà loài người đang sử dụng. Cá nhà táng đã là nỗi ám ảnh và khảm sâu vào trí tưởng tượng của chúng ta qua các thế hệ, gây ra nhiều cơn ác mộng với những người thủy thủ của nhiều thế kỷ trước. Ấn tượng của chúng đã trở thành bất tử trong văn học bởi tác phẩm Moby Dick của Herman Melville. Một sinh vật đáng sợ, được tôn kính và bị hiểu lầm từ lâu. Cá nhà táng đã may mắn sống sót qua hàng thế kỷ khi bị săn lùng ráo riết và tàn bạo. Và giờ đây chúng đang dần bắt đầu tiết lộ những bí mật về một thế giới bí ẩn. 1.200 mét dưới bề mặt biển,
Nơi đây không có ánh sáng mặt trời xuyên qua. Khu vực này của đại dương hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ở đây, áp suất lớn gấp 120 lần so với bề mặt, và áp suất cao đến mức có thể giết chết hầu hết các sinh vật. Nhưng đây cũng là nơi diễn ra trận chiến nguyên thủy và cổ xưa nhất. Trận chiến giữa cá nhà táng và con mồi của chúng là mực khổng lồ. Chưa có con người nào hay máy ảnh nào từng được chứng kiến một cuộc săn lùng như vậy. Nhưng cá nhà táng thường được tìm thấy với những vết sẹo hình tròn gây ra do các giác hút có răng cưa của mực ống khổng lồ ở cuối các xúc tu của nó. Những chiếc mỏ khó tiêu hóa và các bộ phận cơ thể khác của mực ống khổng lồ cũng xuất hiện trong dạ dày của cá nhà táng. Để đến được khu vực săn mồi tối tăm nhất của đại dương, cá nhà táng phải hít đầy không khí vào phổi của mình và bắt đầu lao xuống đáy đại dương. Cơ thể của chúng đã tiến hóa để thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt này. Đây là nơi chúng dành khoảng 90% thời gian của cuộc đời để sinh sống và săn mồi. Không chỉ có mực ống khổng lồ đưa chúng đến độ sâu lớn như vậy. Thực đơn yêu thích của cá nhà táng còn có cá mập biển sâu, bạch tuộc và mực nằng. Các nhà nghiên cứu thậm chí đã từng phát hiện thịt của loài cá chó có trong dạ dày của một con cá nhà táng. Cá chó được biết đến là loài sinh vật có phạm vi phân bố ở độ sâu 3 km dưới đáy đại dương. Và điều này cũng khiến cá nhà táng trở thành một trong những loài lặn sâu nhất trong vương quốc động vật. Nhưng việc đưa cơ thể khổng lồ của chúng xuống độ sâu như vậy là cả một quá trình phức tạp, đặc biệt là khi chúng nổi một cách tự nhiên. Để đối phó với điều này, cá nhà táng đã tiến hóa một thứ hoàn toàn kỳ lạ, một loại chất lỏng đặc biệt mà sau này đã được dùng để đặt tên cho cá nhà táng. Dầu spermaceti chiếm phần lớn trong khoang đầu của cá nhà táng, thường ở dạng lỏng và ấm. Nhưng khi cá nhà táng lặn, người ta cho rằng nước mát sẽ làm dầu đông đặc lại và cho phép nó hoạt động gần giống như đai trọng lượng lặn để kéo cá voi xuống. Điều này giúp giải thích làm thế nào chúng có thể xuống đó. Nhưng làm thế nào mà cá nhà táng có thể sống sót? Khi chúng chìm sâu xuống, áp suất trở nên cao đến mức phổi của cá nhà táng bắt đầu xẹp xuống. Tại thời điểm này, các bản lề của khung xương sườn đóng lại xung quanh lá phổi đang xẹp xuống của chúng, ép phần lớn không khí vào trong khí quản. Do đó, có ít quá trình trao đổi khí trong phổi hơn, bảo vệ cá nhà táng khỏi sự tích tụ nitơ. Để bù đắp cho việc không nhận đủ oxy từ phổi, cá nhà táng có nồng độ oxy chứa các phân tử huyết sắc tố và myoglobin cao hơn nhiều so với các động vật có vú sống trên cạn. Chúng cũng có lượng huyết sắc tố gấp đôi và lượng myoglobin cao gấp 10 lần so với con người. Điều đó có nghĩa là cá nhà táng về cơ bản được trang bị một bình oxy thích hợp giúp chúng lặn dưới đáy biển hàng giờ mà không gặp vấn đề gì. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất giúp những con cá khổng lồ này được cung cấp oxy. Cá nhà táng có các cụm mạch máu gần não được gọi là retia mirabilia. Những mạng lưới mạch máu này giúp điều chỉnh huyết áp và dường như giữ cho não của cá nhà táng luôn được cung cấp đầy đủ oxy. Trong khi đó, nhịp tim của chúng đập chậm lại trong một quá trình được gọi là nhịp tim chậm, làm chậm tất cả các quá trình sinh lý khác để cơ thể không tiêu thụ nhiều oxy. Nhịp tim thấp hơn đó cũng hạn chế sự vận chuyển khí xung quanh cơ thể cá nhà táng. Và điều này rất quan trọng vì một vấn đề được gọi là bệnh giảm áp, hay còn gọi là khúc cua. Khi con người chúng ta di chuyển xuống sâu trong khi lặn biển, nitơ từ không khí hòa tan vào các mô của chúng ta. Nếu sau đó chúng ta nổi lên mặt nước quá nhanh, nitơ hòa tan này sẽ nở thành bong bóng trong mô của chúng ta. Một tình huống mà đối với con người có thể cực kỳ nguy hiểm hoặc thậm chí gây tử vong. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học đã tin rằng cá nhà táng miễn nhiễm với bệnh giảm áp. Khí quản của chúng được củng cố bằng các vòng sụn bổ sung để không khí bị nén ở đó lúc chúng lặn. Nitơ sẽ được lưu trữ thay vì hòa tan vào các mô của chúng. Điều đó có nghĩa là chúng không thể bị bệnh giảm áp. Nhưng một câu chuyện đáng buồn vào năm 2002 đã chứng minh rằng điều đó là sai sự thật. Sau một cuộc tập trận sonar của hải quân, 14 con cá voi mỏng khoằm đã chết sau khi mắc cạn ở quần đảo Canary. Khám nghiệm tử thi cho thấy tất cả chúng đều có bong bóng khí trong mô. Điều đó cho thấy những con cá này cũng sẽ mắc phải căn bệnh giảm áp nếu chúng nổi lên quá nhanh.
các nhà khoa học vẫn đang điều tra xem điều gì khiến cá voi buộc phải nổi lên nhanh chóng đến vậy. Có thể đó là những tiếng ồn lớn, hay phải chăng chúng bị săn đuổi bởi một kẻ săn mồi nào khác, hoặc có một số hành vi khác mà chúng ta không thể hiểu và không thể dễ dàng quan sát. Và với cá nhà táng, việc không thể dễ dàng theo dõi những gì chúng đang làm ở độ sâu lớn như vậy là một lý do khiến chúng trở nên bí ẩn. Ngay cả một cái gì đó cơ bản như phương pháp săn mồi của chúng cũng là một bí mật gây tranh cãi đối với con người. Mặc dù chúng ta có thể nhìn thấy những vết sẹo trên da và miệng cá nhà táng được gây ra bởi mực ống khổng lồ và những dấu vết của loài mực này trong bụng của cá nhà táng, nhưng chúng ta không rõ làm thế nào mà những thợ săn nặng 50 tấn này có thể bắt được con mồi. Cá nhà táng có răng, nhưng chỉ ở hàm dưới. Điều đó có nghĩa là chúng không thích hợp để bám vào cái gì đó hoặc nhai trong nước. Một số loài cá voi khác cũng có răng, nhưng chỉ ở con đực, được dùng với mục đích chiến đấu và thu hút con cái. Nhưng ở cá nhà táng, cả cá cái và cá đực đều có răng. Trong một video hiếm hoi, người ta nhìn thấy cá nhà táng đang gỡ cá khỏi ngư cụ bằng cách dùng răng để lắc dây câu, chứ không dùng răng để ngoạm vào con cá. Những chiếc răng khổng lồ với kích thước ngang với một con dao làm bếp này có vẻ không thực sự được dùng để nhai. Vậy chúng thực sự được dùng để làm gì? Đó là một câu hỏi đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Qua các thiết bị theo dõi đặc biệt, chúng ta đã biết được rằng cá nhà táng sẽ lặn xuống và lang thang ở một khu vực trong một thời gian rồi quay trở lại. Vì vậy, có một số giả định cho rằng chúng là những kẻ săn mồi xảo trá và chờ đợi, chứ không phải là loài săn mồi truy đuổi. Giả định này cũng cho rằng chúng sẽ lặn xuống và lang thang ở đâu đó. Cá nhà táng sẽ mở miệng và chúng có thể có một số vi khuẩn phát quang sinh học ở trên răng hoặc một thứ gì đó có thể khiến răng của chúng phát sáng và có thể thu hút những con mực đến miệng. Sau đó, cá nhà táng chỉ cần ngậm những con mồi này vào trong miệng. Và với giả định này, răng của cá nhà táng có thể được xem như là mồi nhử. Một giả định khác cho rằng cá nhà táng sử dụng răng của chúng cho việc cào xới đáy biển. Lúc này, răng của chúng sẽ đóng vai trò như một chiếc máy cày và làm xáo trộn mọi thứ trong lớp trầm tích. Những động vật nhỏ sống dưới đáy biển như tôm, cua và các sinh vật khác có thể nhảy lên và bị hút vào miệng cá nhà táng. Những kẻ khổng lồ này thậm chí đã được phát hiện thấy bị mắc kẹt trong dây cáp xuyên Đại Tây Dương nằm ở dưới đáy biển sâu. Có lẽ là trong lúc chúng đang xới các lớp trầm tích, hoặc có thể do chúng bị thu hút bởi các tín hiệu điện. Thật khó để biết chắc chắn những gì cá nhà táng đang làm dưới đáy biển sâu. Nhưng trong một khoảng thời gian giới hạn mà chúng ở gần bề mặt hơn, một số điều trở nên rất rõ ràng. Cụ thể là chúng có bộ não rất lớn và các hành vi xã hội rất phức tạp. Cá nhà táng có bộ não lớn nhất so với bất kỳ loài động vật sống nào, và cũng có thể là với bất kỳ động vật nào từng tồn tại trên trái đất vào bất kỳ thời điểm nào. Não của chúng có thể nặng từ 7 đến 9 kg và lớn hơn não một người trưởng thành khoảng 6 lần. Các nhà nghiên cứu ban đầu cho rằng cá nhà táng có bộ não lớn như vậy là do khả năng định vị bằng tiếng vang của chúng. Nhưng gần đây, một số quan điểm đã được thay đổi. Người ta cho rằng bộ não lớn ở động vật biển có vú có mối liên hệ chặt chẽ với hành vi xã hội của chúng, và cá nhà táng thực sự có tính xã hội cao. Chúng sống theo chế độ mẫu hệ. Những con non có thể bú mẹ đến 13 năm, và tất cả các con non đều có thể được trông nom bởi một con cái khác ngoài mẹ của chúng, để con mẹ có thể tiếp tục lặn săn mồi. Tất cả các thành viên của một nhóm cá nhà táng sẽ hỗ trợ nuôi dạy con non. Nhưng những con đực trưởng thành thường sẽ rời nhóm để sống cuộc sống đơn độc. Trong nhiều năm, người ta đã nghĩ rằng những con cá nhà táng đực này là một trong số những sinh vật cô đơn nhất trên hành tinh. Nhưng nghiên cứu gần đây hơn đã phát hiện ra rằng nhiều con cá nhà táng đực thực sự dành nhiều thời gian hơn với những người bạn cùng giới khác, cho dù đó là lúc di cư, kiếm ăn hay thậm chí là mắc cạn cùng nhau. Các nhóm xã hội này gắn kết với nhau bằng âm thanh. Chúng phát ra những âm thanh to, phức tạp và mạnh mẽ. Nhưng chính xác thì làm thế nào mà chúng tạo ra được những âm thanh phức tạp như vậy? Tất cả bắt nguồn từ chiếc mũi khổng lồ của chúng. Các nhà nghiên cứu tin rằng trong tất cả các loài cá voi thì cá nhà táng là loài có âm thanh ấn tượng nhất. Hệ thống mũi của cá nhà táng chiếm khoảng 1/3 chiều dài cơ thể của nó.
Vì vậy, nó cũng chính là chiếc mũi lớn nhất trong thế giới động vật. Và chiếc mũi đó cũng chính là bộ phận tạo ra âm thanh. Và một phần lớn chiếc mũi là thứ khiến cá nhà táng được những người săn cá voi đánh giá cao. Chất dịch trong mũi của chúng được sử dụng làm nến và thuốc mỡ. Và với những lợi ích mà chúng mang lại, những người săn cá voi của thế kỷ trước đã gần như quét sạch cá nhà táng khỏi bề mặt hành tinh của chúng ta. Cái tên cá nhà táng trong tiếng Anh là sperm whale, là cái gọi tắt của spermaceti whale, có nghĩa là tinh dịch cá voi. Cái tên này cũng bắt nguồn từ sự hiểu lầm của những thợ săn cá voi khi họ nghĩ rằng loại dầu spermaceti chứa trong đầu cá nhà táng chính là tinh dịch của chúng. Chất dầu trong đầu của cá nhà táng cũng rất quan trọng trong việc kiểm soát độ nổi và quá trình giao tiếp của chúng. Dầu spermaceti được sử dụng để lấy các rung động được tạo ra ở phía trước đầu của cá nhà táng theo hình hộp, nơi không khí được đưa ra phía trước và đi qua một cặp môi tròng lớn nằm bên trong mũi của cá nhà táng và làm rung các mô ở đó. Môi đó được gắn vào cơ quan ống sinh dầu và nó gửi một làn sóng rung động lan truyền qua cơ quan ống sinh dầu cho tới khi chạm tới phía sau đầu, nơi tiếng lách cách sau đó được phản xạ lại từ một túi khí ở phía trước hộp sọ. Từ đó, âm thanh được phản xạ qua một loạt các bộ lọc có thể được coi là bộ lọc ngưng tụ. Khi đó, âm thanh được biến đổi thành chùm tia sắc nét hoặc tiếng ầm ầm nhỏ, yên tĩnh. Và phần này của con cá nhà táng có một cái tên khá là ngu ngốc. Có thể nó được gọi là rác vì nó không hữu ích so với dầu cá nhà táng. Nhưng trên thực tế, nó có lẽ là phần hữu ích nhất của toàn bộ cái đầu, bởi vì đó là nơi tạo ra âm thanh được biến đổi theo một cách nào đó. Bằng cách nào đó, nó có thể điều khiển được âm thanh, và âm thanh cuối cùng có thể cực kỳ lớn. Một con cá nhà táng có thể tạo ra âm thanh khoảng 236 decibel. Đối với con người, với mức âm thanh khoảng 150 decibel, đã có thể làm vỡ màng nhĩ. Khoảng 110 decibel sẽ gây ra khó chịu và đau tai. Các cuộc trò chuyện bình thường của chúng ta chỉ khoảng 60 decibel. Âm thanh truyền trong nước khác với trong không khí, vì vậy các phép đo decibel không thể so sánh chính xác. Cho đến nay, tiếng ồn của cá nhà táng vẫn là thứ âm thanh lớn nhất được tạo ra bởi các loài động vật. Và thứ âm thanh này có thể dễ dàng giết chết con người ở dưới nước. Cho đến nay, vẫn chưa có trường hợp nào con người được ghi nhận là chết bởi âm thanh của cá nhà táng. Nhưng nó không có nghĩa là điều này không xảy ra. Một điều may mắn là con người không phải con mồi yêu thích của chúng. Nhưng với những con mực khổng lồ, một vụ nổ âm thanh có thể sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Và vụ nổ âm thanh chỉ là một trong nhiều loại tiếng ồn mà cá nhà táng có thể tạo ra. Những con cá nhà táng đực có thể tạo ra âm thanh rất to và rất dữ dội. Dường như chúng đang muốn nói cho những con cá nhà táng khác biết về sự hiện diện của mình. Và nó cũng là một cách để thể hiện bản thân với những con cá cái khác. Và sau đó, tất cả những con cá cái từ các khu vực xung quanh sẽ đến và tập trung quanh con cá đực to lớn. Khu vực này sau đó sẽ trở thành một cuộc truy hoang cho những con cá nhà táng to lớn. Tuy nhiên, không chỉ có những con đực mới kêu to như vậy. Cá nhà táng có rất nhiều mã âm thanh tạo nên ngôn ngữ phức tạp của chúng. Phổ biến nhất là các mã âm thanh được sử dụng để định vị bằng tiếng vang tầm xa như sonar. Chúng cũng sử dụng các âm thanh cự ly gần khi sắp bắt được con mồi. Và cuối cùng là coudas, là những kiểu mã âm thanh riêng biệt thường được nghe thấy nhất khi cá nhà táng đang giao tiếp với nhau. Những cách phát âm của loài cá nhà táng này được các nghiên cứu gia đặc biệt quan tâm. Coudas của cá nhà táng nghe giống như mã Morse và các kiểu mã coudas là khác nhau. Giữa các nhóm xã hội, các gia đình cá nhà táng đều có coudas cụ thể của riêng mình. Những coudas này là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Con cái sử dụng coudas nhiều hơn con đực. Điều này rất có ý nghĩa trong việc nuôi dạy con cái của chúng. Khi những con cá nhà táng mẹ lặn xuống những khu vực sâu hơn để kiếm ăn, những con non không thể đi theo chúng. Nhưng nhờ vào âm thanh của cá mẹ, con cá luôn biết vị trí của mẹ chúng ở đâu. Và không chỉ báo hiệu vị trí cho nhau, các nhà nghiên cứu tin rằng những âm thanh coudas riêng biệt cũng đại diện cho những văn hóa riêng biệt của chúng. Cũng giống như chúng ta, con người đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ có cách ăn nói, văn hóa và trang phục khác nhau. Các nhóm cá từ các khu vực khác nhau trên khắp các đại dương cũng vậy.
và khi có càng nhiều các nhà nghiên cứu tìm hiểu về các codas này, họ càng nhận ra lượng thông tin có thể chứa đựng trong các kiểu âm thanh này là rất lớn. Nó nhiều đến mức các nhà nghiên cứu bắt đầu nhận ra rằng ngôn ngữ của cá nhà táng có lẽ cũng phức tạp như ngôn ngữ của chúng ta. Điều đặc biệt là codas không chỉ là âm thanh bản năng. Trên thực tế, những con cá nhà táng con đôi khi phải mất đến 2 năm để tạo ra codas dễ nhận biết. Trước đó, chúng chỉ có thể bập bẹ giống như trẻ sơ sinh. Và gần đây, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng không chỉ có các gia đình sử dụng các codas khác nhau, mà các codas cũng khác nhau đôi chút giữa các cá nhân. Đây có thể coi là một chìa khóa để nhận biết từng cá thể riêng biệt. Nó cũng có thể coi như một cái tên. Những con cá nhà táng không chỉ gây ồn ào, mà chúng còn đang nói chuyện theo đúng nghĩa đen. Và những con cá nhà táng này dường như cũng đang làm việc chăm chỉ, chứ không phải chỉ dành thời gian cho nhau. Chúng dường như cũng đang chia sẻ thông tin. Khi một nhóm các nhà nghiên cứu xem xét các hồ sơ lịch sử về việc săn bắt cá voi vào thế kỷ 19, họ phát hiện ra rằng các cuộc tấn công bằng lao thành công đã giảm hơn 50% sau vài năm săn bắt đầu tiên. Sự thay đổi ấn tượng đó không thể là do kỹ năng của những người săn cá voi bị giảm đi. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu cho rằng những con cá nhà táng đã chia sẻ chiến lược với nhau về cách trốn tránh khi bị bắt. Codas của cá nhà táng có thể là thứ gần gũi nhất với ngôn ngữ của con người mà chúng ta đã từng khám phá. Và điều này đặt ra một câu hỏi thú vị. Chúng ta có thể dịch ngôn ngữ này sang ngôn ngữ của chúng ta không? Có lẽ trong một tương lai không xa, những thế hệ tiếp theo của chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này. Bây giờ, chúng ta chỉ biết một điều rằng cá nhà táng là loài có tiếng nói lớn nhất trong vương quốc động vật, và dường như chúng đang sử dụng những âm thanh này để nói chuyện với nhau. Để tìm hiểu về bí mật của những sinh vật to lớn nhất hành tinh này, chúng ta còn phải cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và sự tiếp nối của nhiều thế hệ, sự cống hiến hết mình của các nhà khoa học, những người sẽ không bao giờ dừng lại trong nỗ lực thu thập tài liệu về loài cá khổng lồ này. Nhưng để làm việc cùng với những động vật lớn như vậy cũng đi kèm với những thách thức to lớn. Trái đất, 3/4 bề mặt của hành tinh diệu kỳ này là nước. Khi nền văn minh nhân loại phát triển, con người đã đạt được những bước tiến lớn trong công cuộc chinh phục vũ trụ. Nhưng chính tại quê hương trái đất, những đại dương sâu thẳm vẫn ẩn chứa những bí mật khổng lồ như một sự thách thức đến kiến thức của chúng ta. Biển sâu rộng lớn, tối tăm, lạnh giá và một số nơi gần như đóng băng. Đó là nơi ở của những cư dân khổng lồ nhất. Đây là video đưa bạn xuống những nơi sâu nhất của đại dương và tìm hiểu xem có những cư dân nào đang sinh sống ở một nơi mà những sinh vật thông minh nhất trái đất vẫn chưa thể chinh phục. 200 mét dưới mực nước biển, đây là giai đoạn khởi đầu cho chuyến hành trình khám phá đại dương. Khu vực này được biết đến với cái tên El Pelagic, là nơi mà hầu như tất cả các sự sống trong đại dương tồn tại, nhờ vào năng lượng xuyên thấu của ánh mặt trời. Ở đây, động vật có nhiều màu sắc và phong phú. Khung cảnh nơi này khiến người ta cứ ngỡ như đang ở trong một bức tranh thần tiên. Từ 200 đến 1.000 mét dưới đáy biển, chúng ta đến vùng Mesopelagic, hay còn gọi là vùng chặn vàng đại dương. Ở đây, ánh sáng mặt trời đã rất mờ và quá trình quang hợp trở nên bất khả thi. Dưới 1.000 mét, tất cả ánh sáng mặt trời biến mất và chúng ta đi vào vùng nửa đêm hay vùng Pathypelagic. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy ở đây là ánh sáng phát quang sinh học phát ra từ da của mực hoặc các loài cá săn mồi bằng cách dẫn dụ. Áp suất của nơi này rất lớn và nhiệt độ thấp đến mức đáng kinh ngạc. Nhưng đại dương vẫn còn sâu hơn rất nhiều. Từ 4.000 đến 6.000 mét là vùng Abyssal Pelagic hay vực sâu thẳm, với áp suất gấp 600 lần so với thế giới trên mặt đất của chúng ta. Khu vực này chìm trong bóng tối vĩnh viễn, được đặc trưng bởi cái lạnh liên tục và sự nghèo nàn chất dinh dưỡng. Nhưng khu vực này cũng là hệ sinh thái lớn nhất trên trái đất, bao phủ 300 triệu km vuông, chiếm khoảng 60% bề mặt địa cầu. Độ sâu của đại dương vẫn chưa dừng lại ở đó. Khu vực Hydropelagic là khu vực đại dương sâu nhất với độ sâu từ 6.000 đến 11.000 mét và tồn tại trong các rãnh địa hình hẹp, dài, hình chữ V. Khu vực sâu nhất từng được con người phát hiện là rãnh Martina.
Và bất chấp mọi lý thuyết và sự hiểu biết của chúng ta, sự sống vẫn tồn tại ở những độ sâu tối tăm nhất. Và những sinh vật ở đây đã tiến hóa trở nên cực kỳ quái dị. Từ những loài trông như mới vừa bước ra từ địa ngục với những hình thù ma quái và đáng sợ, cho đến những loài vật khổng lồ tưởng như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cua nhện Nhật Bản khổng lồ, sứa đỏ lớn. Cá mái chèo, vua của loài cá trích, mực khổng lồ, cá mập Greenland. Và những động vật chân đốt khổng lồ. Những loài động vật này đều là những ví dụ về những sinh vật kỳ quái của biển sâu. Chúng đều có xu hướng phát triển lớn hơn đáng kể so với những họ hàng nước nông của chúng. Trong vùng nước cực kỳ lạnh và tối, tại sao những con Leviathan này lại xuất hiện? Có phải đó là một sự trùng hợp kỳ lạ của vùng biển tối sâu thẳm? Hay đó là đặc điểm của cuộc sống trong khung cảnh khắc nghiệt này? Ở độ sâu 400 mét, thức ăn trở nên khá khan hiếm trong đại dương. Khi ánh sáng mặt trời tắt dần, tảo quang hợp và những sinh vật phù du cũng biến mất. Và nếu không có phần quan trọng này của chuỗi thức ăn, cuộc sống của các loài vật biển sâu trở nên khó khăn hơn rõ rệt. Thay vào đó, chúng dựa vào những mảnh vụn rơi xuống từ vùng nước nông hơn. Đó là một hiện tượng được gọi là tuyết biển. Tuyết biển bao gồm chủ yếu là các sinh vật phù du đã chết, các viên phân và mảnh xác chết thối rữa rơi xuống đáy biển dưới dạng hạt mịn. Một số động vật phụ thuộc trực tiếp và hoàn toàn vào tuyết biển. Ví dụ, loài mực ma cà rồng có khả năng thích nghi đặc biệt để giúp chúng bắt và ăn các hạt tuyết rơi xuống tốt hơn. Hai xúc tu kéo dài từ cơ thể để bắt bất kỳ sinh vật nào trong dòng nước trôi qua chúng trong môi trường sống ở độ sâu 900 mét. Tuyết biển chính là xương sống cho mọi sự sống dưới đáy biển sâu. Nhưng nó không thể hỗ trợ nhiều sinh khối. Số lượng sinh vật ở biển sâu rất thừa thớt và lưới thức ăn cũng rất hạn chế. Nhiều loài động vật không trực tiếp ăn tuyết biển mà dựa vào việc ăn những loài tiêu thụ tuyết biển. Và do đó, áp lực săn mồi là cực kỳ cao. Bất kỳ loài cá nhỏ, động vật giáp xác và động vật chân đầu nào đều là mục tiêu lớn của những kẻ săn mồi lớn hơn. Loài mực khổng lồ, chúng vừa là biểu tượng nhưng cũng là một bí ẩn của biển sâu. Bước sang thế kỷ 21, mực khổng lồ vẫn là một trong số ít các loài động vật cỡ lớn còn tồn tại. Chúng bí ẩn và con người thời điểm đó chưa bao giờ chụp được một tấm ảnh về loài mực này khi chúng còn sống. Những gì chúng ta biết về mực khổng lồ phần lớn đến từ những xác chết của chúng dạt vào bờ biển. Mãi cho đến năm 2004, một bức ảnh đầu tiên về một con mực khổng lồ sống trong môi trường tự nhiên của nó được chụp ở khu vực chạn vạn với độ sâu khoảng 1.000 mét. Mặc dù có thể chúng ta không biết nhiều về những sinh vật bí ẩn này, nhưng chúng ta biết rằng chúng rất lớn. Cá thể lớn nhất từng được tìm thấy có chiều dài 13 mét. Nó bằng kích thước của một chiếc xe bus chở học sinh và nặng khoảng 275 kg. So với phần lớn những con mực dài không quá 60cm mà chúng ta biết, thì những gã khổng lồ này thực sự đặc biệt. Các nhà khoa học tin rằng với kích thước khổng lồ như vậy thì chúng có rất ít kẻ thù. Điều này cho phép chúng thoải mái để săn mồi dưới đáy biển sâu và tóm lấy con mồi bằng những chiếc xúc tu cực dài của mình. Mặc dù có kích thước ấn tượng như vậy, mực khổng lồ vẫn chưa phải là loài mực lớn nhất trong số các loài mực biển sâu. Loài mực Nam Cực là loài động vật không xương sống lớn nhất trên thế giới. Chúng có chiều dài ngắn hơn mực khổng lồ, chỉ dài khoảng 10 mét, nhưng có thể nặng từ 500 đến 700 kg và ẩn nấp ở độ sâu hơn 2.000 mét. Thật dễ dàng để tưởng tượng một sinh vật to lớn như vậy có thể là kẻ săn mồi hung hãn đến mức nào. Lao mình qua nước biển lạnh ngắt, tóm lấy con mồi, gây ra sự sợ hãi to lớn. Nó cũng gây ra nỗi sợ cho những người thủy thủ của nhiều thế kỷ trước qua những truyền thuyết mực khổng lồ xé tan thuyền buồm. Sở hữu một kích thước khổng lồ nên quá trình trao đổi chất của chúng diễn ra cực kỳ chậm. Con mực khổng lồ đã đưa một thứ gọi là định luật Kleiber lên một tầm cao mới. Định luật Kleiber giải thích rằng nếu động vật càng lớn thì mỗi gram mô trong cơ thể tiêu hao năng lượng càng chậm. Ví dụ, một con chó nặng 10kg cần ăn khoảng 500 calo một ngày, còn một con voi nặng 1.000 kg, nặng gấp 100 lần, chỉ cần ăn 10.000 calo, chỉ nhiều gấp 20 lần. Thức ăn ở đại dương rất khan hiếm, nên các loài sinh vật này chủ yếu trông chờ vào lượng thức ăn trôi xuống từ tầng nước trên.
chúng phải tiêu hóa nhằm tăng kích thước cơ thể để tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Và những con mực khổng lồ dường như áp dụng cực kỳ hiệu quả những điều này. Một nghiên cứu ước tính tỷ lệ trao đổi chất của mực khổng lồ thấp đến mức chúng chỉ đốt cháy 45 calo mỗi ngày và cũng chỉ cần 0,03 kg thức ăn mỗi ngày. Một con cá ràng trưởng thành nặng khoảng 5 kg có thể đủ thức ăn cho một con mực khổng lồ nặng 500 kg trong khoảng 200 ngày. Yêu cầu năng lượng của chúng thấp hơn từ 300 đến 600 lần so với các loài răng bồi hàng đầu có kích thước tương tự khác ở Nam Đại Dương. Điều này cho thấy mực khổng lồ có nhịp sống đặc biệt chậm. Nó không đuổi theo con mồi trong những trận chiến hoành tráng như chúng ta tưởng tượng. Thay vào đó, nó ngồi đợi con mồi vô tình tiếp cận, sau đó sử dụng móc trên những chiếc xúc tu để cài bẫy. Lối sống phục kích này cũng là một ý tưởng tuyệt vời, vì ở những vùng nước sâu như vậy, việc săn mồi bằng mắt thường gần như là không thể do tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Mực khổng lồ có đôi mắt lớn nhất so với bất kỳ loài động vật nào khác trên thế giới, với đường kính mắt lên tới 30cm. Nhưng các nhà khoa học tin rằng đôi mắt đó không phải để bắt mồi, mà để phát hiện và tránh những kẻ săn mồi. Không nhiều sinh vật có thể săn được một con mực to lớn như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là không có. Tiêu biểu trong số những loài săn mồi này là cá nhà táng. Sự khan hiếm thức ăn và lẩn tránh động vật ăn thịt là một số áp lực chính khiến động vật biển sâu phát triển một kích thước rất lớn và có quá trình trao đổi chất chậm như vậy. Nhưng đó không phải là những khó khăn duy nhất. Bản thân làn nước sâu và lạnh lẽo cũng đã tạo ra những loài sinh vật khổng lồ như vậy. Quy tắc Boltzmann nói rằng, động vật tìm thấy ở môi trường lạnh sẽ lớn hơn động vật xuất hiện trong môi trường ấm áp. Tuy nhiên, quy tắc này trong lịch sử chỉ được phát hiện là hoàn toàn đúng đối với các loài thu nhiệt, các động vật máu nóng như chim và động vật có vú. Phải chăng xu hướng này cũng áp dụng cho các sinh vật biến nhiệt như mực, cua và động vật chân đốt sống ở các độ sâu khác nhau dưới đáy biển? Đó là một lĩnh vực khoa học vẫn còn đang gây tranh cãi. Nhưng rõ ràng, một số loài ngoại nhiệt thực sự lớn hơn ở những môi trường có nhiệt độ lạnh hơn. Điều này chắc chắn có thể được nhìn thấy ở các vùng cực của trái đất, nơi bọt biển, giun và thậm chí là các sinh vật đơn bào đều trở nên khổng lồ. Một giả thuyết khá thuyết phục cho hiện tượng này là nước lạnh hơn mang nhiều oxy hơn, cho phép các sinh vật có kích thước cơ thể to lớn hơn xuất hiện dưới nước. Và ở một nơi xa xôi của vùng biển lạnh phía Bắc, có một trong số những sinh vật khổng lồ kỳ lạ nhất ngự trị. Cá mập Greenland là loài cá lớn nhất ở Bắc Băng Dương. Chúng là một trong những loài cá mập lớn nhất với chiều dài 7 mét và nặng tới 1.400 kg. Sinh vật này sống ở độ sâu khoảng 2.000 mét, nơi nhiệt độ nước dao động từ âm 2 đến 7 độ C. Nó là loài cá mập duy nhất có thể chịu được vùng nước lạnh quanh năm ở Bắc Cực. Môi trường khắc nghiệt và lạnh giá đã khiến loài cá mập này không chỉ to lớn mà tuổi thọ của chúng còn rất lâu. Cá mập Greenland là loài động vật có xương sống lâu nhất trên thế giới. Chúng già đến mức có những cá thể đã bơi ở biển trước cả khi Christopher Columbus đến châu Mỹ, và chúng vẫn còn sống đến tận ngày nay. Các nhà khoa học ước tính tuổi thọ trung bình của chúng ít nhất là 272 năm, với một số cá thể đặc biệt có thể sống tới hơn 500 năm. Bên trong mắt cá mập có các protein được hình thành trước khi sinh, sau đó được bao phủ bởi nhiều lớp thủy tinh thể của mắt. Những protein này không bị suy giảm theo tuổi tác. Do đó, bằng cách xác định niên đại carbon, các nhà khoa học có thể xác định đại khái tuổi của cá mập. Cuộc sống lâu dài đáng kinh ngạc của chúng có thể là do quá trình trao đổi chất cực kỳ thấp, giống như loài mực khổng lồ. Và cũng giống như loài mực khổng lồ, chúng là sinh vật cơ hội và cực kỳ chậm chạp. Cá mập Greenland ăn một ít cá, mực và nhặt nhạnh bất cứ xác chết nào mà chúng tìm thấy. Khi giải phẫu dạ dày của loài cá này, thậm chí người ta còn tìm được thịt gấu Bắc Cực, tuần lộc và ngựa. Giống như những con mực khổng lồ, chúng phải rất vất vả để phát hiện và đuổi theo con mồi trong những vùng nước tối đen như mực. Ngay cả ở những vùng nước không quá tối, những con cá mập vẫn không thể nhìn thấy gì, bởi vì một loài giáp xác đặc biệt đã bám vào nhãn cầu của chúng, làm chúng bị mù hoàn toàn. Trôi dạt ở nhiệt độ âm 2 độ C, với cuộc sống tối đen như mực trong hơn 500 năm, cùng với một loài giáp xác bám vào nhãn cầu,
đó quả thật là một viễn cảnh sợ hãi đối với con người chúng ta. Những loài động vật mà chúng ta đã thảo luận này chắc chắn là những sinh vật kỳ lạ, đáng kinh ngạc và thậm chí là rùng rợn. Nhưng hành trình này mới chỉ đi đến vùng Mesopelagic và Bathypelagic. Tiếp tục lặn xuống, đại dương trở nên sâu thẳm hơn và nắm giữ trong đó những sinh vật to lớn của biển sâu mà đã từng được con người phát hiện. Trong các rãnh hay độ sâu từ 6.000 đến 11.000 mét, nhiệt độ dao động trong khoảng 1 đến 4 độ C. Nơi này chắc chắn không có ánh sáng, áp suất có thể đạt tới mức gấp 1.100 lần so với trên bề mặt. Ở đây, tuyết biển mang lại sự sống cho các vùng phía trên, gần như không thể xuống được nơi này. 90% tuyết biển không bao giờ vượt qua vùng chặn vặn. Ở độ sâu này, có vẻ việc xuất hiện sự sống là không thể. Nhưng thật bất ngờ, khi càng đi xuống sâu, bạn sẽ thấy những con amphipoda khổng lồ đang bò dọc theo đáy biển. Những loài amphipoda nước nông thường có chiều dài rất khiêm tốn, chỉ từ 5 đến 20mm. Nhưng loài amphipoda ở vùng nước sâu này có thể dài tới 34cm. Một sinh vật chỉ có kích thước một con mũi mà ta biết, nhưng ở độ sâu này, nó lại sở hữu kích thước của một con chuột lang. Amphipoda được biết đến là loài giáp xác có giáp mềm lớn nhất từng được phát hiện. Cũng tương tự như amphipoda, loài chân đốt isopod dưới đáy biển này cũng có kích thước khổng lồ lên đến 50cm. Những người anh em họ của chúng mà bạn nhìn thấy trong khu vườn nhà mình chỉ dài 6mm. Amphipoda và isopod đều là những động vật ăn xác thối. Chúng ăn bất cứ thứ gì đang phân hủy dưới đáy biển mà chúng có thể tìm thấy. Kích thước cơ thể lớn có thể giúp những con vật này tích trữ nhiều thức ăn và năng lượng nhất trong một môi trường mà không biết lúc nào chúng mới tìm được bữa ăn tiếp theo. Nói một cách khác, khi những con bọ khổng lồ này tìm thấy một nguồn thức ăn, chúng sẽ ngấu nghiến chỗ thức ăn đó hết sức có thể và tích trữ chúng vào cơ thể. Bằng cách này, chúng có thể sống sót qua thời kỳ đói kém kéo dài. Một số con isopod được biết đến là có thể tồn tại hơn 5 năm mà không cần thức ăn trong điều kiện nuôi nhốt. Kích thước cơ thể to lớn cũng cho phép chúng di chuyển những quãng đường xa hơn để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo. Một lý do khác khiến kích thước cơ thể của chúng trở nên khổng lồ có thể liên quan đến mật độ nhớt của nước ở độ sâu và nhiệt độ lạnh như vậy. Ở nơi này, nước sẽ có cảm giác đặc hơn so với trên bề mặt. Kích thước cơ thể lớn hơn có thể mang lại cho những động vật không xương sống ở biển sâu này một lợi thế về hô hấp, giúp chúng vượt qua lực nhớt hơn trong nước. Ngay cả với tất cả những yếu tố này, chúng ta vẫn khó có thể hiểu làm thế nào có đủ thức ăn ở những độ sâu như thế này để nuôi sống những con bọ khổng lồ. Nhưng gần đây, các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số sinh vật có thể đang ăn một nguồn thức ăn khác hoàn toàn không ngờ đến. Một cư dân của Hado là Hirondelle gigas được phát hiện có một loại enzyme cellulase độc đáo, một loại enzyme có vẻ như dùng để phân hủy chất thực vật. Điều này hoàn toàn đáng ngạc nhiên vì có vẻ không có thực vật nào có thể sống ở độ sâu của Hado và động vật giáp xác sẽ không cần loại enzyme này để tiêu hóa các mẫu tảo ở dạng tuyết biển. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học thử nghiệm loại enzyme này, họ đã phát hiện ra nó chuyển trực tiếp mùn cưa và bột gỗ thành glucose. Và trên hết, hoạt động enzyme của nó tăng lên dưới áp suất thủy tĩnh cao. Khi áp suất càng cao, enzyme có thể tiêu hóa cellulose càng nhanh và hiệu quả hơn. Có thể không có thực vật nào sống trong vùng Hado, nhưng đôi khi những mảnh gỗ lớn trên mặt biển sẽ chìm xuống đáy của những phần biển sâu nhất. Và việc có thể chuyển trực tiếp loại gỗ này thành năng lượng thì khả năng sinh tồn sẽ cao hơn đối với những loài động vật không có nhiều sự lựa chọn. Mặc dù chúng ta không biết nhiều về biển sâu, nhưng chúng ta biết rằng đó là một hệ sinh thái rất mỏng manh. Nhiều loài động vật trong số này đang rất khó khăn để sinh tồn và bất kỳ sự thay đổi nào đối với môi trường của chúng đều có thể đồng nghĩa với sự kết thúc của những sinh vật khổng lồ này. Đánh bắt quá mức, ô nhiễm rác thải nhựa, sự thay đổi của hóa học ở đại dương do biến đổi khí hậu đều là những mối đe dọa đối với hệ sinh thái đáng kinh ngạc này. Những sinh vật đặc biệt này có vẻ như chúng sống ở một hành tinh xa lạ, nhưng nó vẫn có nhiều mối liên hệ và phụ thuộc rất nhiều vào chúng ta. Và các nhà khoa học tin rằng chúng ta cũng ít nhiều phụ thuộc vào thế giới của chúng. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu được mối liên hệ nội tại giữa các hệ sinh thái đại dương
và mối liên hệ giữa chúng với môi trường trên cạn, nơi mà chúng ta đang sống. Con người với tư cách là một loài động vật cấp cao, chúng ta đang tập trung vào việc cố gắng tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh mà quên mất những sinh vật không tưởng đang sống ngay dưới mũi chúng ta, hay đúng hơn là ở dưới nhiều dặm của đại dương sâu thẳm. Sâu trong vùng nước lạnh giá của Bắc Băng Dương, ẩn náu một sinh vật to lớn, nặng nề và ẩn chứa nhiều bí ẩn. Cá mập Greenland còn được gọi là cá mập ngủ. Cá mập Greenland là một loài săn mồi khổng lồ và là động vật có xương sống lâu nhất mà chúng ta biết. Nó có thể dài tới 6,4 mét và sống hơn 500 năm. Chúng thường sinh sống ở khu vực có độ sâu dưới 2.200 mét và trong vùng nước đóng băng. Nhưng bất chấp kích thước khổng lồ và tuổi thọ cao, người ta thực sự biết rất ít về loài cá mập này. Đi ngược lại xu hướng tiến hóa của các loài cá mập khác, cá mập tiến hóa khoảng 450 triệu năm trước. Trước khi khủng long hay thậm chí là cây cối xuất hiện, cá mập Greenland là một phần của họ cá mập cổ xưa, hơn 100 triệu năm tuổi. Họ này được gọi là Somniocidae, được đặt theo tên Somnus là vị thần giấc ngủ của người La Mã. Chúng được gọi là cá mập ngủ vì chúng di chuyển rất chậm trong nước. Cá mập Greenland, Somnus microcephalus, thường bơi với tốc độ khoảng 1,2 km/h, với tốc độ nhanh nhất của nó chỉ đạt 2,6 km/h. Tốc độ này chậm hơn so với hầu hết các loài hải cẩu và các loài cá. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi, làm thế nào chúng có thể săn mồi? Ngoài tốc độ chậm chạp, thì thị lực của chúng cũng thường bị suy giảm do ký sinh trùng tấn công mắt chúng. Điều đó khiến cho cá mập Greenland hầu như không có thị giác, nhưng chúng vẫn có thể điều hướng bằng khứu giác. Trên thực tế, hầu hết cá mập Greenland được cho là bị nhiễm ký sinh trùng. Một loài chân chèo có tên là Omatocoita elongata đã ảnh hưởng đến thị lực của chúng. Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn suy đoán rằng vì ký sinh trùng này có thể phát quang sinh học, nên nó có thể hình thành mối quan hệ tương hỗ với cá mập Greenland bằng cách thu hút con mồi. Nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Cá mập Greenland cũng đi ngược lại với một quan điểm phổ biến về cá mập, đó là cá mập cần phải bơi liên tục. Trên thực tế, một số loài cá mập, bao gồm cả cá mập Greenland, có thể bất động trong một thời gian. Hầu hết các loài cá mập cần phải bơi liên tục để đưa nước giàu oxy đến màng của chúng, nhưng một số vẫn có thể thở khi đứng yên. Hệ thống tuần hoàn của cá mập Greenland được điều chỉnh đặc biệt cho việc này. Chúng có thể tự hút oxy khi bơi ở tốc độ thấp. Sự thích nghi đặc biệt của nó cũng cho phép loài này tồn tại trong vùng nước lạnh giá, đôi khi là ở nhiệt độ dưới mức đóng băng. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất của loài cá mập cổ xưa này là tốc độ tăng trưởng cực kỳ chậm và tuổi thọ đáng kinh ngạc của cá mập Greenland. Chúng thậm chí không trưởng thành về giới tính cho đến khi được 150 tuổi. Và chúng có thể sống trên 400 hoặc thậm chí 500 tuổi. Điều này đã khiến chúng trở thành một trong những loài động vật có xương sống lâu nhất mà chúng ta biết. Tuy nhiên, bất chấp kích thước và tuổi thọ của chúng, cho tới nay chúng ta vẫn không có nhiều thông tin về hành vi và hệ sinh thái của loài này. Một kẻ săn mồi chậm chạp nhưng đầy đáng sợ. Mặc dù di chuyển chậm chạp, cá mập Greenland là một kẻ săn mồi đáng gờm. Một kẻ săn mồi đỉnh cao ở những vùng nước sâu thẳm của đại dương. Nó ăn nhiều loại con mồi, từ cá, hải cẩu đến cá voi, và thậm chí cả tuần lộc hoặc ngựa. Một con cá mập Greenland được giải phẫu đã cho thấy có cả xác gấu Bắc Cực trong bụng của nó. Không rõ liệu cá mập Greenland săn và giết tất cả những con mồi này, hay chỉ đơn giản là nó ăn xác của những con vật xấu số này khi chúng không may rơi xuống đại dương. Có một số suy đoán rằng chúng là một loài ăn xác thối. Các nhà khoa học tin rằng hành vi ăn xác thối và chiếc mũi nhạy bén của nó
cho phép loài này sống sót trong vùng nước lạnh giá, nơi không có nhiều con mồi. Nhưng vì cá mập Greenland rất khó quan sát trong môi trường sống tự nhiên của nó, nên mọi sự phỏng đoán đều không có căn cứ khoa học chắc chắn. Tuy nhiên, cá mập Greenland dường như không ngại tấn công những sinh vật lớn. Có những quan sát cho thấy rằng cá mập Greenland săn được một con nai sừng tấm. Tuy nhiên, kích thước của con mồi này đã khiến nó suýt mắc nghẹn và con cá mập sau đó đã được cứu bởi con người. Giống như hầu hết các loài cá mập khác, nếu nó đã xác định đâu là con mồi của mình, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đi săn. Loài cá mập này có từ 48 đến 52 chiếc răng ở hàm trên và 50 đến 52 chiếc răng ở hàm dưới. Những chiếc răng nhọn giúp cá mập giữ được thức ăn lớn hơn. Những con cá mập này có thể di chuyển đầu của chúng theo chuyển động tròn. Tuy nhiên, vì tốc độ bơi khá chậm nên có khả năng chúng sẽ săn con mồi đang ngủ. Ngoài ra, mặc dù được cho là loài động vật săn mồi đỉnh cao, nhưng cá mập Greenland có thể không an toàn trước những kẻ săn mồi khác, đặc biệt là cá nhà táng. Physeter macrocephalus dường như là loài thường xuyên săn lùng chúng. Người ta đã quan sát thấy cá mập Greenland chạy trốn khi nghe thấy tiếng gọi của cá nhà táng. Và các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng gián tiếp khác có thể gợi ý rằng một số con cá nhà táng thường xuyên săn cá mập Greenland. Cá mập Greenland có thể sống bên ngoài Greenland. Tên gọi của loài này có thể đánh lừa bạn. Cá mập Greenland, một sinh vật đơn độc hiếm khi được nhìn thấy theo nhóm, là một vận động viên bơi lội đường dài cừ khôi và đã được phát hiện ở bất cứ đâu, từ phía đông Scandinavia đến Caribe. Loài cá mập này cũng có thể lặn sâu đáng kể. Chúng được phát hiện ở vịnh Mexico khi đang bơi ở độ sâu 1.749m, nơi nhiệt độ nước là 4,1 độ C. Loài cá mập này dường như hiếm khi di chuyển xuống thấp hơn 1.500m, nhưng nó cũng không né tránh những vùng nước sâu khi tìm kiếm môi trường nước lạnh ưa thích, âm 0,6 đến 12 độ C. Và dù có tiếng là hung dữ và kích thước lớn, nhưng cá mập Greenland không phải là mối đe dọa đối với con người. Mặc dù một số nền văn hóa có những câu chuyện về con người bị cá mập Greenland tấn công, nhưng không có tài liệu nào đề cập đến việc này xảy ra. Cũng có thể do cá mập thích vùng nước lạnh, nơi mọi người hiếm khi bơi đến. Ngoài ra, cá mập Greenland thường chủ động tránh tiếp xúc với con người. Theo một số ước tính, cá mập Greenland có thể sinh hơn 200 con non cùng một lúc. Những con cá mập này dài khoảng 35-45cm khi chúng được sinh ra. Và như đã đề cập, chúng sẽ mất hơn một thế kỷ cho đến khi chúng có thể đủ trưởng thành để sinh ra con cái của riêng mình. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin khác về quá trình sinh sản của chúng. Các nhà khoa học vẫn chưa biết có bao nhiêu con trong số này có thể sống sót. Quá trình mang thai của loài này cũng diễn ra trong một thời gian rất dài. Một nghiên cứu ước tính rằng thời gian mang thai của chúng có thể từ 8 đến 18 năm, nhưng điều này vẫn còn gây tranh cãi vì chúng ta không có đủ thông tin quan sát về loài này. Cá mập Greenland là một loài vô cùng kỳ lạ. Bất chấp những nỗ lực của các nhà nghiên cứu, nó vẫn là một sinh vật hấp dẫn và bí ẩn dưới đáy sâu đại dương. Các nhà nghiên cứu không thực sự biết tại sao những con cá mập này sống lâu như vậy, hay mối quan hệ của chúng với những kẻ săn mồi khác là như thế nào. Chúng ta đã khám phá được rất ít bí ẩn của đại dương, và sẽ thật đáng tiếc nếu khiến những loài động vật này tuyệt chủng trước khi chúng ta có cơ hội hiểu rõ ràng về chúng. Và bạn nghĩ sao về loài cá mập cổ đại đặc biệt này? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!